Rồi, đây là một cái công tắc hành trình không cần pin gì hết nhưng mà nó vẫn chạy được đồng hồ, cho nên phía bên trong này chắc có một cục pin CMOS ở trong. Chủ yếu là mấy này để lưu lại để sau này khỏi phải nhớ. Đây, khi nhận được cái cục này xong thì chúng ta sẽ chỉnh giờ, trước hết là phải chỉnh giờ. Bây giờ là 7 giờ 30 phút. Để chỉnh được giờ thì đây là cái nút chức năng dùng để chỉnh giờ, clock. Xong rồi bấm giờ nó sẽ nhảy lên 7 giờ, bấm min thì nó sẽ nhảy phút 30. Rồi bấm quick thì nó sẽ nhảy thứ, nay chủ nhật, Sunday. Rồi xong, sau khi chỉnh giờ xong thì kết thúc. Còn cái phần program này là chỉnh cái hệ hành trình giờ. Bây giờ 8 giờ đi. Thôi, 6 giờ chiều mở bảng hiệu ha. 6 giờ chiều mở bảng hiệu là 18 giờ. 18 giờ là 6 giờ chiều mở bảng hiệu. Rồi 10 giờ sẽ tắt. Ôi mình bấm qua mất rồi. 10 giờ, 10 giờ tối là 22 giờ. 22 giờ sẽ tắt. 22 giờ 5 đi. Rồi xong, nó là hệ số 1. Hệ số 1 đã xong. Bây giờ mà cắm cái này vô ổ điện, cắm cái này vô cái dây của bảng hiệu là 6 giờ tự mở, 10 giờ 5 phút tối sẽ tự tắt bảng hiệu. Rồi nó chỉ có vậy thôi.